xin chào tất cả các bạn chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay trở lại với chào mình vâng mình là nhóc ở đây lời đầu tiên được cho mình chúc toàn thể tất cả các bạn có một ngày mới thật sự vui vẻ đầm ở bên gia đình và người thân các bạn nhé hôm nay thì các bạn sẵn sàng với mình chưa tất cả anh em ơi thì các bạn thấy rằng là hiện tại mình đang ở một clan đó chính là bắc linh fc thì thật sự với tất cả các bạn là không phải rp không phải quảng cáo gì đâu thì uh, hôm nay có lẽ rằng là do một cái tình cờ cũng như là một cái duyên thôi uh, mình đang đi chơi thì mình đang định bè clan lan nhóc với T ấy mình đi chơi mình đang định về thì uh, mình ấn vào mình ấn vào đây này anh em này uh, lúc mà mình không có còn thì mình ấn vào đây phát đấy các bạn mình ấn vào đây phát đấy thì nó hiển thị lên cái còn này luôn chính bởi vậy mà mình bảo là à cũng khá lâu rồi thì mình cũng không đi giao lưu cùng với tất cả các anh em fan thì hôm nay tại sao mình không thể giao lưu một trận uh, không thể giao lưu một hôm với anh em Chính bởi vậy mà mình đã quyết định vào clan đầu tiên đó. Thì anh em nào muốn mình vào thì các bạn hãy cứ để lại comment bình luận ở phía bên dưới các bạn nhá. Thật sự tới đây thì mình sẽ đi chơi nhiều hơn và mình sẽ làm về nhiều những cái video trên các clan hơn. Thì mình thấy rằng là rất là ok đấy Bởi vì sao? Bởi vì mãi ở một clan nó cũng buồn Chính bởi vậy mà chúng ta cần đi giao lưu Chúng ta cần đi học hỏi Ví dụ như clan Bắc Linh um, FC này các bạn nhá Mình sẽ show cho anh em xem một cái trận đánh qua uh, của clan đi Đây các bạn nhá Đó uh, mr bon mr bon 0406 Rồi combo sử dụng dòng điện uh, Bowler Pekka Rồi và có cả một golem băng Combo này các bạn thấy giống cái combo gì không? Combo này gần như là cái combo nguyên bản ở thua ăn 12 đi lên. Hai dòng điện đi cắt góc có lẽ rằng là thả bowler và pekka ở cái đoạn này đi vào. Đó anh em thấy không? Nhưng mà đây là một cái bay 4 ô vuông là những cái con X bow mắc của thua ăn 13 là những à, là những con quy ra và có cả ôi khác bọt nhất. Khác bọt nhất là những cái cẩu đá các bạn nhé. Vâng đúng thật chuẩn bài Pekka đây rồi Golem băng đâu Golem băng thả hướng nào Rồi còn Dòng điện đã làm xuống Golem băng đi cùng với lại Xe bò Vâng King Queen đại quản giáo bâu Bowler được thả xuống Rồi chuẩn Cắt cực kỳ sạch ở hướng 3 giờ này Hướng 12 giờ này Chuẩn bài đẹp này Đó Trời ơi làm thịt luôn con mỏ chim rồi Như vậy là Queen 70, Queen 70, Queen 70. Ui ôi bắn thấm thế nhỉ. Ui giời gồng đại quản giáo luôn rồi. Chơi cho nó chất luôn. Chất quá. Bây giờ mà bắt được con nhà chính này thì còn chất hơn. Chất không? Ui giời ơi một xíu xíu nữa thôi. Có bị tác động bom không? Trời ơi. Ô, oh, con golem băng của đối phương bị uh, đóng băng lại. Ờ, oh, chúng ta thấy được rằng là con cẩu đá cẩu và con queen thấm thế nhỉ. Ủa ôi, một tia. Velo một tia Quả bom tiếp tục Không thể Trời ơi lại còn bát peo dưới vào đây nữa Ông này ông chơi combo gì vậy ông ơi Ông chơi cái combo gì đây Trời ơi Đúng chuẩn bài Bowler Chuẩn bài của combo Thầu ăn 12 Vâng dòng điện cắt góc hai bên Bowler Wick à, Rồi bát peo đây là một trong những combo chuẩn bài thầu hàn 12 thật sự nó khuynh đảo thầu hàn 12 các bạn ạ đến lên đến thòa hàn 13 nó vẫn khuynh đảo vâng đây là một cái trận đấu cực kỳ hay của Bond và đây là một cái trận đấu đặc biệt của bắc Linh fc mình thấy rằng là có rất nhiều anh em cờ trên thỏa an 13 rất nhiều nhưng mà hơi tiếc một tí ti là thật sự là mình đang đi giao lưu mình đang đi chơi chính bởi vậy mà mình không thể mình, à, mình không thể anh em ạ mình không thể sâu hết tất cả cho anh em xem mình cũng không thể nào sâu từ đầu đến cuối chính bởi vậy mình sẽ lựa chọn ra một trận này thôi nhé các bạn nhá Đấy, chúng ta cùng đến một trận farm hay sao? Thì chắc chắn cũng phải có farm rồi. Đó. Đây, mình sẽ lựa chọn cho anh em. Hiện tại thì uh, hơi ít những người on, chính bởi vậy mà mình gặp mỗi một bạn thôi. Đó chính là bạn Doctor Starger. Thì uh... Ui, trời. Ôi, triệu dầu vàng Ui, 10k dầu đen. Cà lan gì đây không biết nữa Sao lại có một cái cà lan đỏ như thế này Đó anh em ạ Rồi dòng điện Combo là dòng điện có hai lava đi cùng luôn dòng điện level 4 đánh rất chi là khác bọt trận này thì có lẽ rằng là đang lớp cấp kinh cũng như là đại quản giáo rồi chính bởi vậy mà đốc, đốc ơ à, đốc tơ cũng ở việt nam coc trận này từ ở việt nam coc anh em ạ chuyển sang cả lan bắc Linh <laughs> rồi tuyệt vời quá nhỉ làm luôn thịt luộc luôn con anh nhà chính một con lava đã vỡ rồi còn bò cực kỳ lạ luôn u rộ ôi lại còn có cả ông gọi là ông ba lon đá đây nữa thế này chết em tôi không có một pèo tiếp tục đóng băng lại rất là tuyệt vời luôn này trời ơi tuyệt vời quá tuyệt vời quá như vậy là quá tuyệt vời u hơi đen cho em tôi dính trưởng ngay à, có này đủ gồng ui kia kia gồng gông lên em Gồng lên em gông lên em trời ui xôi ơi hay thế em tôi ơi kịp phạt phạt phát nữa ôi giời ơi hơi tiếc ôi giời ơi sao lại vẫn kịp trời ơi những cái trận đấu rồi, 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 tiếc quá nhá hơi tiếc một tí đi xem lại anh em nhá dù sao thì vẫn là ăn được dầu vàng người ta gần hết rồi nhưng mà mình thấy rằng là cái pha cuối ấy, cái pha của đại quản giáo này này là... à không phải cái pha của vị hero thứ tư ấy mình cảm giác như rất tuyệt vời luôn đấy trận này có kinh queen đi kinh cũng như là đại quản giáo đi cùng thì thật sự ba sao quá chỉ là dễ dàng rồi rồi, hai con lava à, Lava đi cùng cũng khá ok à, Rồi, nhưng mà lava đi cùng ba lon Thì mình cảm giác ok hơn rất rất nhiều Bên trong con ba lon đá là cái gì nhỉ Chẳng có nghĩa là dòng điện chăng Nếu thật sự là dòng điện Dòng điện không Ba lon đá hai thôi, hơi tiếc Nếu như mà đây là một uh, Con ba lon level um, Ba lon đá level 3 Thì mình nghĩ rằng là nó sẽ cân được ra đến cái tháp gọi này đây các bạn nhá. Ui ơi, à, nhìn phát còng này các bạn này. Ui à, ui ui ơi. Tuyệt vời. Ôi hơi tiếc một tí tí. Đóng băng hơi chậm. Nếu như phát đấy mà không đóng băng chậm, đóng băng ở dưới đây thì con đại quản giáo này nó cũng chỉ một tia thôi anh em ạ. Dù sao thì lấy được nhà người ta một triệu vàng và 966 uh, 962 nghìn dầu cũng như là 9k dầu đen. Thật sự đây là một cái trận đánh quá giàu rồi, quá giàu luôn rồi. Đây cái bịch dầu 100k ở đây nữa đây anh em ơi. À, anh em thấy không? Rất tuyệt vời đúng không anh em? Đó, à, farm có rồi, qua có rồi thì bây giờ nhóm MT sẽ đi làm gì? Nhóm MT sơn mạn phép, đó chính là đi đánh một cái trận ở trên Lan đó chính là Lan Bắc Linh FC anh em nhá. Vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ đi cùng quẩy với nhóm MT ra. Thì hiện tại nhóm MT đang không có đại vị hero thứ tư, cũng không có kinh chính bởi vậy mà nhóm MT đánh cũng hơi rùa gà tí đi. Anh em thông cảm nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm và lựa chọn cho mình một cái mục tiêu là Sở ơi đây rồi các bạn ơi. Đấy anh em thấy không? Đúng vào lan nó may mắn nó khác. Tìm ra thật sự với anh em là tìm ra một căn nhà nó thật sự quá may mắn luôn. Rồi chúng ta cùng châm cứu với chúng ta cùng quẩy căn nhà này nào sự với anh em ấy, nếu như mình có kinh này, cũng như là có bị uh, hero thứ tư ấy, mình tự tin ăn con nhà này ba sao luôn, nhưng mà hơi buồn tí tí là uh, mình lại không có, mới <laughs> đau con nhà bảo sở cao ấy chứ. Chính bởi vậy là thôi các bạn nhá. Trận này thì uh, mình sẽ sử dụng một cái chiến thuật, uh, chiến thuật cấu và rỉa thôi. Mình, mình cũng không biết làm cách nào cả. Trận uh, um, này uh, mình cũng không cần thiết phải lấy ba sao, chính bởi vậy mà mình mới uh, sử dụng cái chiến thuật cấu rỉa này. Ok. Có luôn bịch tím vào này Ăn cho tê luôn Tê luôn Đã thế tê luôn Mình đầu tư bạn luôn Mình Úi giời ơi Anh vừa đầu tư cho chú bịch tím xong Mà chú đã ra đi là chú không được Như thế chú, như thế chú có lỗi với anh chú hiểu không ôi, à, Anh em cùng xem con cẩu đá nó tiêu diệt này ui ôi Mình định lém một cái bịch tím vào đây nữa Nhưng mà như vậy là nó quá phí phạm văn đồng luôn Chính bởi vậy mà Như vậy là vàng của mình đã về tay mình nhiều phết đấy chứ nhỉ Nhiều khớ khớ ấy chứ Ôi giời sao còn ít lắm. Ít 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 ít. Đây 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 mục tiêu đây, mục tiêu đây, mục tiêu đây, mục tiêu đây, mục tiêu đây. ôi cái ba lon còn à, dòng điện còn có mấy em này thôi á. Úi giời ôi, buồn lắm em tôi ơi. Thật sự là buồn lắm em tôi ơi. Rồi ơi, chiến thôi, chiến thôi anh em ơi. Ok, cứ quẩy nhẹ nhàng đây. Các chú cứ chơi nhiệt tình đây. Việc còn lại cứ để anh lo. Rồi, ok. Quẩy ơi, hết mình đấy đúng rồi hết mình đấy hết mình hết mình và thật sự nhiệt tình đấy hết mình đi em đúng rồi nhiệt tình lên nhiệt tình đi nào vàng đâu 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 vàng đây chứ vàng đâu nữa bịch tím vào đây nữa không được ăn ai sao thì cũng phải gần lấy hết dầu vàng kì 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 đây 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 còn bình vàng đây nữa lấy hết bình vàng nhà người ta cho anh đúng rồi lấy hết bình vàng cho anh vàng đâu vàng đâu vàng ôi, còn cọc vàng to đúng đây này anh em ạ ui rồi ôi, dù, ôi đâu, đâu 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 để mình xem là để mình xem cái gì bướng với mình nữa nào Đấy, anh em thấy không rồi ôi quá tê ta luôn mặc dù trận này đánh không được ba sao anh em nhá à, cũng không phá hủy hết nhà người ta nhưng mà dù sao thì đây là một cái trận mà mình nghĩ rằng là như mình đi farm như thế này mình cảm giác rất là ok rồi rất chi thoải mái rồi thật sự quá thoải mái luôn anh em ạ bởi vì sao bởi vì mình lấy được hết dầu vàng nhà người ta này mình à, ăn được hết tất cả mọi thứ này trời ơi quá tuyệt vời như vậy thì tuyệt vời quá rồi chứ ây giời ơi tuyệt vời thế nó lại còn cứu ông đại quản giáo đấy chứ ui giời ơi tệ quá em ơi đi vào đấy làm cái gì thôi 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 ok chúng ta cùng kết thúc ở đây thôi à đấy còn một bịch vàng ở đây anh em nhá một bịch vàng ở đây và một bịch vàng ở đây nếu như mình ăn hết được nữa ấy, thì thật sự quá tuyệt vời đó 300 trăm mình được thưởng 300 nữa này với lại mình được à, 700 trận đây được triệu rồi nhé anh em nhỉ Triệu dầu vàng rồi Quá tuyệt vời luôn Trời ơi Ok Nhưng mà dù sao thì uh, Có lẽ rằng là hôm nay video của mình Cũng kết thúc tại đây Và cho nhóc MT tê Xin chào tạm biệt uh, Cà Lan Đó chính là Cà Lan uh, Bắc Linh FC uh, Giờ nhóc MT tê cũng phải đi về Cà Lan nhóc MT tê rồi Chứ không đi chơi lâu quá rồi Anh em lại mong chờ Rồi hẹn tất cả các bạn uh, Vào những uh, dịp tới và anh em nào muốn nhóc một đây đi thăm clan thì anh em hãy cứ để lại clan của mình phía bên dưới các bạn nhá và và đừng quên đó chính là cho mình xin lượt like lượt chia sẻ và lượt đăng ký kênh rồi giờ thì xin chào các lại tất cả các bạn